សួស្តីអ្នកនរនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Nisa ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើមេរៀនបែបនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្កើត new project លើ so let's create new project and set up video of code.ទៅមកទៀតខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមដោយបង្កើតជាមួយនឹង plan មួយ so I create plan ហើយខ្ញុំនឹងបង្កើត text មក graph មក text and let try something here okay and change font ប្ដូរ font វាខ្ញុំប្រើfont នេះ okay and cap fillet cap fillet cap 1 ជួយទៅ object វិញកែតែវា35ដើម្បីវាមានទី40 ក៏បានដែរពិសិនបើយើងដាក់ plan if you take simulation tag and collider body and this one មួយនេះគឺ simulation tag និង soft body now let's see what happen ឥឡូវមើលថាមានអីកើតឡើងយើងអាចទាញថិចឡើងទៅលើបន្តិច okay so if we break down like that អញ្ចឹងវានឹង break ថិចទាំងអស់មកទៅជាបែបនេះ okaySomething like that, but we don't want like that. That you're trying to change it. So let's delete it. Delete this tag. Okay. You can choose Control D. You can dynamic, you can clear it and back it out. Okay. You can choose it. You can choose it. So you can choose more things today. ដាក់វាទៅក្នុង subdivision surface it will destroy your tech វាធ្វើឲ្យ tech យើងខូចទ្រង់ទ្រាយហើយតែឥឡូវចូលមក tech ហ្នឹងចូលវាទៅ quad okay ហើយ object intermediate point ទៅ subdivide ហើយយើងកែវាទៅជិះឡាញគេជិះឲ្យកែង rotate angle វានេះទៅវា round ទីទៅហើយ play around with angle and maximum length ជិះយើងត្រូវកែសម្រួល angle និង maximum length ហ្នឹងទៅតាម text ដែលយើងគិតថាយើងចង់បានតែកុំដាក់វា round ពេកតែវា round ពេកពេលធ្លាក់ចុះមកវាប្រកបជាដួលវាអាចឈរបានទេ but don't make it too much round when you add it's too round it like that so when it's drop down it will cannot standโอเคปานนั้นจ้ะโอเคให้ยังไอ้ copy วี let's copy it outside and turn it off ต่อมายังไอ้ right click sin make it edit right click and make it editable please thatHere, okay. I will change that to strobe like that. So we got strobe like that. So let's right click again. Select children. Right click again and connect object plus delete. Then we will take object with same how.
Now we go to point mode. The point mode sun. Hai control A, right click, nâng optimize sun. Nằm bây ở xài path point phong viên nâng chọc nhỉ. So let optimize it to make the point is connect to each other. Okay. So it's nice right now. Okay. Chẳng một tọa máu dương. Bởi vì mình toàn smooth subdivision surface nó như ai increase with the file đấy. Much smooth. Thì lấy dương lại một thế dài right click. Mình tay vào sân thì viết slow như ai đặt vì thu sân P để dương thử render chẳng dương đặt file. So if it's slow, just put it to first and then when you render, just put it to file. Right click. Simulation tag and soft body. So let's see. Okay, now we got hai chân pua soft body ní. Thì ai cài bond sphere tầm rồi. Bond cứ cầm là download fraction. Tụm hiệp tụp scat cùng ai vì bóng sklang ấy như ai đã acceptor thế mày ai lỡ cái việc phù hợp mồm tới yeah it's almost collapse. Okay, now that's it. Okay, bạn phần năng hai là dương. Ai bỏ khát camera ngồi. Dương ai animation camera. So let's create motion of camera. Cái này thầm chết đó, okay. Add keyframe ngồi, nó đo chúng mình tìm một hơi. Yeah, rotate view mà chết đi tới, okay. Add keyframe một tiết, hai chúng mình đi sub. Ok, chúng mình đi một hai mà chẳng hay mà đo chất sắp khám như ai zoom out thì tới ghê. Add keyframe, lại dùng mơ camera motion nhé. Ok. Hãy subscribe cho like. Tìm kiếm mọi chuyện này thì nắng. Cắt like một tiết. Detail your accurate minute color tin line mà mùi tiết control copy hai line tổng phí ní dừng đọc check deep shoes. Ok chân dừng ai bị chạy tập hồ tên là specular. So it be these two line don't have effect on the shoes and HDRI. Create material. Ok, yeah, xong tổ. Nhưng phê để dương chạy nơi khăn ông thích ní. We are not override group thích tầng ọc bạp ní. If you put the color, it will override all the letter like that.
But in my project, like as you see, we have different color. So turn off subdivision, turn off camera. Chẳng đầm bay chạy power bay xuyên khí cái lại nhé. Cứ nhóm ta cho mọi polygon nào. Hai select rectangle selection. Chẳng là những đồ mệt rìa dơ hào ấy. Before yellow. And this one blue. Chương cái lại sọ ai nít chung pra rectangle selector. Rectangle selection select cái lại sọ ai nữa. Hãy chung apply for vì sọ đi còn chẳng này select and apply blue. Đại sao tại HDRI này vì nơi lưu plan page như ai đã vì chọc ráo hay dừng có ai chạy tổ plan nâng mệt rìa đấy. Chương chạy về từ plan ok. Hãy bật cả background mới chạy của this one will be background BG chạy của này đá hay plan này I right click compositing take compositing background chút mà camera máu ok viên chỗ bạn này hỏi so if you render so we got something like that. Chào cô chú anh, xin chào các bạn channel Nhật Xe. Hãy dừng chụp nên video cầu. Thank you very much for watching Nhật Xe channel and see you in the next video.